Hệ miễn dịch đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của mỗi chúng ta. Và đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa, việc tăng cường sức đề kháng lại càng quan trọng hơn. Vậy thì hệ miễn dịch có vai trò quan trọng như thế nào? Cơ thể của mỗi người có thể tạo ra các protein với tên gọi khác là kháng thể để phá hủy những cái tế bào bất thường. Chúng có khả năng chống lại các cái căn bệnh thông thường, ví dụ như là cúm hoặc là cảm lạnh. Bên cạnh đó, một hệ miễn dịch khỏe mạnh tăng cường sức đề kháng còn giúp bạn tránh được một số căn bệnh nghiêm trọng như là ung thư hoặc là một số các cái bệnh lý liên quan đến tim mạch. Sức đề kháng, tức hệ miễn dịch, là một hệ thống phòng thủ tự nhiên của con người. Đây là một mạng lưới vô cùng phức tạp của các tế bào, các mô và các cơ quan kết hợp lại với nhau nhằm bảo vệ bạn tránh khỏi sự xâm nhập của các vi khuẩn virus gây bệnh. Những vi khuẩn, ký sinh trùng, virus gây bệnh có mặt ở xung quanh chúng ta. Nếu cơ thể có một hệ thống miễn dịch khỏe sẽ bảo vệ bạn khỏi sự tấn công của các tác nhân gây bệnh. Trong trường hợp các cái yếu tố gây bệnh này vượt qua hàng rào thì ngay lập tức hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ sản sinh ra các bạch cầu, các hóa chất và protein để phá hủy các chất lạ này. Hệ thống miễn dịch sẽ cố gắng truy tìm các kháng nguyên và phá hủy chúng trước khi chúng kịp sinh sôi và phát triển. Chính vì vậy, việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để đảm bảo cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh là điều vô cùng cần thiết. Vậy thì làm thế nào để tăng cường được sức đề kháng? Trước tiên, bạn có thể tăng sức đề kháng bằng thói quen sống. Một là thay đổi lối sống tốt hơn. Nếu bạn thường xuyên bị stress, căng thẳng thì cơ thể sẽ rất nhanh chóng bị suy yếu. Bạn có thể tự thể dục hàng ngày, đúng thông cách qua đều đặn khi bạn tập thể dục. IgA, một loại kháng thể có trong hệ thống miễn dịch, sẽ tăng cao, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng. Giấc ngủ đủ và ngon sẽ là điều cực kỳ cần thiết. Bạn nên ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Hai là một chế độ ăn uống lành mạnh. Bạn cần bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Một chế độ ăn hàng ngày với cân quá nhiều mà còn làm cho sức đề kháng cơ thể dễ nhiễm trùng, thừa cân béo phì còn làm cho hệ thống miễn dịch suy yếu dần. Khi sức đề kháng cơ thể yếu, bạn không nên dùng rượu và các thức ăn có chứa nhiều đường. Thay vào đó là một chế độ ăn bổ sung đầy đủ các vitamin sẽ giúp cơ thể ngăn chặn được sự oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng. Quả giống màu đỏ, màu vàng, bạn nên lựa chọn các loại là quả cam, quả quýt, quả táo màu xanh đậm như là rau cải xanh, các loại rau bông cải xanh, vân vân, có khả năng chống oxy hóa rất tốt. Ngoài ra, sử dụng tỏi tươi hàng ngày cũng có thể kháng lại virus và vi khuẩn hiệu quả. Ba là không lạm dụng các chất kích thích. Nếu quá lạm dụng rượu, chúng sẽ tàn phá cơ thể bạn một cách nhanh chóng, khiến cho hoạt động của các tế bào bạch cầu bị ức chế, dẫn đến giảm khả năng chống nhiễm trùng. Một số chất kích thích, ví dụ như là ma túy, cần sa, vân vân, cũng có tác động không tốt đến tế bào bạch cầu và chúng cũng làm cho hệ miễn dịch ngày càng yếu dần. Bốn là quan hệ an toàn. Quan hệ đúng cách cũng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng. Kết quả từ một khảo sát cho thấy những người có quan hệ đều đặn 1 đến 2 lần một tuần sẽ có hàm lượng protein trong hệ miễn dịch cao hơn so với người khác. Ngoài ra, quan hệ đều đặn một cách khoa học còn làm giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ rất tốt. Khi bạn kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể bạn tốt lên theo thời gian. Giải pháp thứ hai, sử dụng sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Formula 4. Formula 4 bao gồm có tổ hợp AK và taurin. Đây là phát minh của cố giáo sư Sukolinsky và cố giáo sư Moroskina sau vụ nổ hạt nhân nguyên tử Chernobyl tại Nga năm 1986 do rò rỉ phóng xạ. Có rất nhiều người Nga bị ung thư. Từ đó, các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu và cho ra đời tổ hợp AK. Tổ hợp AK bao gồm các vitamin A, C, E chỉ ở một liều lượng nhất định và ở một tỷ lệ phần trăm nhất định mới có tác dụng bảo vệ trong các mô khỏe mạnh và có tác dụng gây tổn thương có chọn lọc trong các mô khối u. Là sản phẩm duy nhất có hai định lý tác dụng đồng thời theo hai hướng: bình thường hóa quá trình trao đổi chất trong các mô khỏe mạnh do tác dụng chống oxy hóa, gìn giữ tế bào lành, phục hồi các tế bào bị tổn thương; tác dụng gây tổn thương có chọn lọc lên các tế bào khối u nhờ hoạt tính chống oxy hóa làm cho tế bào u bị chết đi. Taurin là một chất chống oxy hóa rất mạnh, có vai trò quan trọng đối với hệ thống gan, mật, tụy, xương khớp, hỗ trợ các quá trình chuyển hóa tại tế bào. Công dụng chính của Formula 4 là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và chống oxy hóa. Ngoài ra, Formula 4 được các nhà khoa học Nga nghiên cứu sử dụng rất hiệu quả đối với các bệnh nhân trước đang phẫu thuật, giúp cho vết mổ liền dấu nhanh, giảm đau và tránh được tình trạng rò dịch vết mổ. Đối với bệnh nhân ung thư, sử dụng trước, trong và sau phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, sau đó dùng kéo dài sẽ cải thiện sức khỏe rất tốt. Ngoài ra, sản phẩm còn được sử dụng điều trị cho các bệnh nhân bị các bệnh lý về dạ dày,
Hành tá tràng sử dụng để phòng ngừa cúm là các phụ nữ có thai, sức đề kháng giảm, phụ nữ thai yếu, sử dụng để phòng ngừa thai lưu. Sản phẩm còn được sử dụng để khử độc rau củ quả cũng rất tốt. Một điều đặc biệt nữa là sản phẩm sử dụng để giải rượu rất là nhanh nếu như bạn phải uống vì một lý do nào đó. Hãy tin ở cấp độ trải nghiệm.